Bức vẽ phác họa Thánh Sebastian Tử Vì Đạo được cho là thể hiện những ý tưởng thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện của danh họa Leonardo da Vinci, gửi gắm trong đó nhiều năng lượng, cho thấy cách mà ông khám phá các nhân vật của mình, một sự ngẫu hứng rất tự do trong quá trình thực hiện các bức vẽ. Trong đó, ông phác vội ý tưởng lên giấy, làm nền tảng cho những tác phẩm tương lai. Đây là một tác phẩm cực kỳ vượt trội, thậm chí cực kỳ hiếm có, để có thể khám phá một bản vẽ của danh họa Leonardo da Vinci. Đây là một phát hiện mới về bức tranh hai mặt do da Vinci sáng tác. Một mặt thể hiện chân dung Thánh Sebastian chịu khổ hình trói vào thân cây, mặt sau là những biểu đồ và ghi chú về ánh sáng và bóng mờ liên quan đến nghiên cứu quang học của da Vinci. Phía bên phải bức tranh, ở mặt sau, đó là nét đánh dấu đặc trưng của danh họa. Chỉ ông mới có thể làm như vậy. Đó là một cách ký bản vẽ của da Vinci. Chuyên gia hội họa khẳng định, bức vẽ Thánh Sebastian chính là một trong 8 bức vẽ về Thánh Sebastian từng được da Vinci đề cập trong cuốn Codex Atlanticus gần 1.200 trang, gồm rất nhiều bức vẽ phác thảo và những nghiên cứu công phu của ông. Bộ sách đã thể hiện trí tuệ bác học và tầm nhìn vượt xa thời đại của thiên tài Leonardo da Vinci.